Giới thiệu với các bạn, đây là món chẻo khinh chơ nhá. Đồng bào dân tộc Thái bọn mình là món này là món truyền thống đấy. Chẻo là phải có ớt này. Đó, ớt, xả, mì chính, muối, hạt nêm tạo nên cái món chẻo này nhá. Còn đây là cà, cà tím. Mời các bạn. Video cầm
bạn, đây là món chẻo khinh chơi nhá. Đồng bào dân tộc Thái và mình là món này là món truyền thống đấy. Chẻo là phải có ớt này. Đó, ớt, xả, mì chính, muối, hạt nêm tạo nên cái món chẻo này nhá. Còn đây là cà tím, mời các bạn.